Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta đến với phần tự đánh giá. Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới. Vì sao chim bồ câu không bị lạc đường? Chim bồ câu có khả năng nhớ đường trở về tổ cực tốt. Dù bị đưa tới một nơi rất xa xôi, chúng vẫn có thể tự tìm đường về nhà. Từ thời La Mã cổ đại, con người đã ý thức được khả năng này của loài bồ câu và dùng chúng để làm chim đưa thư. Vì sao bồ câu lại sở hữu khả năng tuyệt diệu này? Khi bị đưa tới một nơi mới, thông thường bồ câu phải bay lượn vài vòng mới nhận biết được vị trí ấy. Sau đó, nó sẽ bay về hướng đã xuất phát theo con đường gần như chính xác. Mấu chốt của khả năng tìm được đường về nhà là trong não bộ của bồ câu có một hệ thống chỉ đường tinh vi. Hiện có 3 giả thuyết về hiện tượng về hệ thống chỉ đường này là định hướng bằng mặt trời, bằng từ trường trái đất và khứu giác. Cả 3 giả thuyết này đều được kiểm chứng ở mức độ nhất định. Ban ngày, bồ câu chủ yếu xác định phương hướng nhờ vị trí mặt trời. Nhưng vào ngày trời dâm không có mặt trời hoặc buổi tối, chúng chủ yếu định hướng bằng từ trường trái đất. Mỏ trên và trong bộ não bồ câu đều tồn tại vật chất mang tính giống như một chiếc la bàn nhỏ, có thể cảm nhận được sự thay đổi của từ trường. Thực nghiệm cũng chứng tỏ khứu giác đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ định hướng của một loài bồ câu, nhưng không hoàn toàn chứng minh được bồ câu chỉ dựa vào khứu giác và có thể tìm được đường về tổ chức ở một cự ly xa. Các nhà khoa học ở Đại học Oxford phát hiện ra rằng thông qua đường bay, bồ câu có thể nhớ được các kiến trúc tiêu biểu để tìm đường về nhà. Nói tóm lại, bồ câu có thể dựa vào nhiều cách để tìm đường về nhà. Ngoài ra, chúng còn có thể sử dụng những cách khác, nhưng điều đó cần chờ đợi những phát hiện và kiểm chứng sau này. Chúng ta đến phần chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi, từ câu 1 đến câu 5. Một, mục đích chính của văn bản trên là gì? A. Giải thích hiện tượng chim bồ câu có khả năng nhớ đường trở về tổ cực kỳ tốt. B. Giới thiệu về hiện tượng chim bồ câu ngày xưa có trí thông minh tuyệt vời. Thuyết minh C. Thuyết minh cách thức đưa thư ngày xưa bằng việc sử dụng chim bồ câu. D. Giới thiệu về kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học ở Đại học Oxford về chim bồ câu. Chúng ta trả lời câu hỏi như sau. Chúng ta chọn đáp án A, giải thích hiện tượng chim bồ câu có khả năng nhớ đường trở về tổ cực kỳ tốt. Chúng ta đến câu hỏi số 2. Câu văn nào sau đây nêu lên vấn đề chính được giải thích trong văn bản? A. Chim bồ câu có khả năng nhớ đường trở về nhà cực kỳ tốt. Ban ngày, bồ câu chủ yếu xác định phương hướng nhờ vị trí mặt trời. C. Dù bị đưa tới một nơi rất xa xôi, chúng vẫn có thể tìm đường về nhà. D. Vì sao bồ câu lại sở hữu khả năng tuyệt diệu này? Câu trả lời như sau. Chúng ta chọn đáp án C. Dù bị đưa về một nơi rất xa xôi, chúng vẫn có thể tìm đường về nhà. Câu 3 như sau. Câu văn nào giải thích khái quát về trí nhớ tuyệt vời của chim bồ câu? A. Ban ngày, bồ câu chủ yếu xác định phương hướng nhờ vị trí mặt trời. B. Mấu chốt của khả năng tìm được đường về nhà trong lòng bộ não của bồ câu có một hệ thống chỉ đường tinh vi. C. Nhưng vào ngày trời dâm không có mặt trời hoặc buổi tối, chủ yếu định hướng bằng từ trường trái đất.
D. Các nhà khoa học ở Đại học Oxford phát hiện ra rằng thông qua đường bay bồ câu có thể nhớ được các kiến trúc tiêu biểu để tìm đường về. Chúng ta chọn đáp án như sau. Chúng ta chọn đáp án B. Mấu chốt của khả năng tìm được đường về nhà là trong bộ não của bồ câu có một hệ thống chỉ đường tinh vi. Chúng ta đến câu hỏi số 4. Luận văn ban ngày bồ câu chủ yếu về tổ ở một cự ly xa trong văn bản trên được trình bày theo cách nào? A. Diễn dịch, B. Quy nạp, C. Song song, D. Phối hợp. Chúng ta chọn đáp án là C. Song song. Câu số 5. Nhận xét khi nào khái quát được tìm đường về của chim bồ câu? A. Bồ câu có thể nhớ được các kiến trúc tiêu biểu để tìm được đường về nhà. B. Bồ câu có thể dựa vào nhiều cách để tìm được đường về nhà. C. Bồ câu chủ yếu xác định phương hướng nhờ vị trí của mặt trời. D. Bồ câu chủ yếu định hướng bằng từ trường trái đất để trở về nhà. Câu trả lời như sau. Chúng ta chọn đáp án B. Bồ câu có thể dựa vào nhiều cách để tìm được đường về nhà. Chúng ta đến với câu hỏi số 6. Vì sao văn bản trên được coi là văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên? Câu trả lời như sau. Văn bản trên được coi là một văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên vì nó đưa ra các ý kiến thức khoa học cơ sở để giải thích cụ thể chi tiết về hiện tượng chim bồ câu không bị lạc đường. Chúng ta đến câu hỏi số 7. Hiện tượng mà văn bản nói tới có gì đặc sắc cần giải thích? Câu trả lời như sau. Hiện tượng mà văn bản nói tới nhằm giải thích khả năng tuyệt diệu của chim bồ câu mà không phải con vật nào cũng có được. Nhờ khả năng đó mà các nhà khoa học Oxford phát hiện ra rằng thông qua đường bay mà chim bồ câu có thể nhớ được các kiến trúc tiêu biểu để tìm được đường về. Câu số 8. Bố cục của văn bản gồm mấy phần, nội dung chính của mỗi phần là gì? Câu trả lời như sau. Bố cục văn bản gồm 3 phần. Phần 1, từ đầu đến. Khả năng tuyệt diệu này giới thiệu khái quát về khả năng của loài bồ câu. Phần 2, tiếp đến. Một cự ly xa. Các khả năng được xác định được về nhà của bồ câu. Phần 3, phần còn lại phát hiện mới lạ của các nhà khoa học Oxford về bồ câu. Chúng ta đến câu hỏi số 9. Em biết thêm được điều gì từ văn bản giải thích nêu trên? Câu trả lời như sau. Thông qua văn bản, em biết được thêm những kiến thức về các khả năng xác định đường bay của loài bồ câu. Chúng ta đến câu hỏi số 10. Viết đoạn văn khoảng 8 đến 10 dòng nêu những điều em thích về chim bồ câu. Câu trả lời như sau. Thế giới loài vật xung quanh ta rất phong phú và đa dạng. Hầu hết chúng đã trở thành người bạn thân thiết với con người, được yêu mến, và loài chim bồ câu là một trong số loài vật đó. Chúng không còn xa lạ gì ở cuộc sống đời thường, nhất là vào những thời kỳ cổ đại ngày xưa, khi mà loài người đã mượn trí thông minh của chúng để tìm ra phương tiện liên lạc hữu ích. Điều em vô cùng ấn tượng với loài chim này đó là cách chúng bay đi đưa thư, bởi chúng biết định vị và bay về nhà một khoảng thời gian khá xa, có khi đến cả hàng ngàn cây số. Ngoài ra, chúng còn được coi là biểu tượng cho hòa bình, cho tình thân ái. Cũng bởi vậy, mỗi khi nhắc đến loài bồ câu, không chỉ riêng em mà rất nhiều người yêu mến bởi khả năng tuyệt diệu, sự hiền lành và dễ thương của nó.
Bài giảng của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh cho thầy nhé.